Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trong vườn cao su. Hiện giờ là 4 giờ chiều. Mình vào vườn cao su và cạo mũ cồng kéo. Đây là cây cao su mình đang cạo. Mũ nó chảy cũng khá là được rồi. Nếu mà nó chảy tốc độ này thì khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là phải đi thay tô. Chứ không thì nó sẽ tràn ra ngoài nữa. Đây là khung cảnh vườn cao su này các bạn. Ở vườn cao su này thì nếu mà những người mà hay sống ở thành phố muốn lên đây đổi không khí cắm trại thì rất là lý tưởng. Đây là cái khoảng đất trống, ngoài kia là đi xa chút nữa là trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Có mấy con kiến không? Con kiến nhỏ nhỏ nó bò rồi cái gì? Bò lên cây. Mấy loại kiến này chắc là kiến sâu nó ăn. Mấy con này mà gan nhỏ nằm. Nếu mà quý vị đụng nó thì nó mới cắn còn. Thường thường thì nó không có hung dữ giống như là kiến lửa, kiến đất mà, hoặc là kiến vàng quý vị đụng vô ổ nó hoặc là nó đi ăn mà chọc phá nó là nó cắn, nó tập trung vào nó cắn rồi. Con này mình tọt thì nó không có cắn. Đây mũ này là rất có độ nha quý vị. Nếu mình làm gì mình dò mà nó bón cục lại càng nhanh là mũ càng có độ. Cái cạo cũng không có được đẹp lắm nhưng mà tại đây vườn cây này rất là lý nên mình tận dụng được bao nhiêu thì mình tận dụng. Dao cạo mũ của tôi, dao này nó sắp gãy rồi, nó mòn quá mòn rồi, chuẩn bị thay con dao đi đập lại. Khung cảnh ở trong đây buổi chiều được mát. Có nếu mà có nhiều thì đem vô đây, đem vô mấy cái bãi đất mà người ta trồng cao su nhỏ mình có thể thả diều được. Thì từ 4 giờ trở đi tới 6 giờ chiều là gió thổi nhiều lắm. Cái mùa này cũng là mùa thả diều mà các bạn. Mình đi tham quan những cái chén mà cái hôm trước mà mình đã tạo hôm qua ở đây nó có mũ không? Đây là mình không kê vậy thì nó sẽ mũ nhiều, nó sẽ bị tràn. Cũng mới tạo.
này ở cả hồ tối này, vì giờ nó đã đặt cái này nó chưa có đặt, nó còn một là vì xịt phèn, hai là để khoảng 2 3 bữa thì nó mới tự đặt. Này nó còn mềm quá. Xin chào và hẹn quý vị ở video khác nha.